Dạ đây, thưa TV xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con hãy vào xem chương trình nghe âm thanh và hình ảnh rõ bà con. Không biết là nay cái đường truyền nó bị thế nào đó, cho nên bà con phản hồi lại giúp để cho tôi biết nghe. Thưa quý vị, thì tối nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của Út Lợn và một số cái thành phần liên quan, ở trong đó có Dũng Gầm Cầu mà trong những ngày vừa qua cũng là gây không ít sóng gió cho cộng đồng mạng. Thì hôm nay đó bà con, chúng nó cũng đang có những cái chiêu trò làm cho cộng đồng mạng chúng ta cực kỳ bức xúc. Thì thông qua cái câu chuyện này thì tôi cũng có một cái vị khán giả cũng đã chia sẻ cái nội dung trong câu chuyện ngày hôm nay cũng liên quan đến là cái nhóm của là Dũng Gầm Cầu cùng với một số kênh YouTuber, và tôi cũng mời bà con cùng tôi chia sẻ cái quan điểm của vị khán giả này bà con ha. Mến chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Trời ơi, bữa nay kêu bằng phải nói chứ cái đám YouTube bây giờ Lâm An Giang, Chiến Cùi Bắp rồi Toàn Lê rồi cái băng nhóm mà tự hôm nay nó buông bám vào nó quay cái con khờ thấm nè, thấm khờ với Dũng Gầm Cầu nè. Trời ơi, giờ phải nói chứ nó đạo diễn cho cái con nhỏ thấm khờ nè đang ngay cổng chùa ăn xin các cô chú anh chị. Vậy mà cái thằng Dũng Gầm Cầu này nó không biết nhục, nó cũng ngồi đó. Nó chờ cho cái thao đầy tiền, cái mấy YouTube này kêu nó chạy qua lấy tiền nhận vô giỏ. Trời đất ơi, rõ ràng cái băng nhóm YouTube rõ ràng bá dơ thiệt. Bởi vì làm YouTube đâu có mạnh thường quân. Bởi vì người ta thấy cái đám này là cái đám ăn mày ăn xin, cái đám cái bằng mồi chài đạo diễn cho nhân vật để mà mồi chài tiền, nó dàn dựng không. Nên từ cái chỗ đó mà đâu có mạnh thường quân nào tin tưởng để mà đưa cho nó để giúp hoàn cảnh. Vậy mà bữa không biết cái kênh nào Toàn Lê hay là Thanh Liêm Long Xuyên gì đó, cái băng nhóm này nó rất là đông. Thành Lợi Thành Lộc chị nói là cứ bây giờ thấm mà tới ngày sanh là anh em mình cùng nhau hỗ trợ chở đi đồ thế này thế nọ đó. Mà giờ bắt đầu đạo diễn, trời ơi, thằng Dũng Gầm Cầu này đưa cái mặt nó ra mà không biết nhục. Nó nói là con thấm mẹ đòi đi, chứ mẹ nó đâu cho đi. Rồi bắt đầu cái diễn, bu nhau diễn. Mà nó nói là cái băng nhóm này nè, Lâm An Giang nó là tình cờ nó đi ngang. Tình cờ đi ngang ngang khán giả. Trời ơi, các cô chú anh chị nghĩ thôi coi tình cờ cái kiểu gì mà băng nhóm của nó xúm lại quay mà nó tình cờ. Rồi cái thằng Dũng này nè, trời ơi công nhận ha, nó không biết nhục thiệt. Mấy ngày qua nó lên nó chữ, nó nói nó không cần, nó mần, nó đủ tiền, nó đủ khả năng nó nuôi. Chứ nó không phải ăn mày ăn xin, nó đâu có cần thế này thế nọ. Trời đất ơi, rõ ràng ha. Rồi bắt đầu nó đạo diễn cho cái con nhỏ em và em của thằng Dũng Gầm Cầu làm bộ lợi la tại sao thấm vậy mà đưa ra đây. Cái bắt đầu Dũng ra tự nó đòi ha. Đó trời đất ơi, nó mà biết cái gì mà đòi các cô chú anh chị. Cho bằng cái lũ này nè, cái đám YouTube bá dơ này nè. Nó bài mưu lập kế, nó giờ mấy ngày nay là khán giả cộng đồng đồ lên chữ ông quá trời, tại vì ông mất dạy. Ông đòi trả đồ mạnh thường quân, ông lên ông không cần, ông giục đồ, ông đập đồ của người ta cho, nên giờ người ta ghét, người ta đâu có cho đâu. Nên giờ là bắt đầu là dựa vào cái con nhỏ khờ này có bầu này kia nên ra ngồi cổng chùa nhân cái dịp rằm nè, làm tháng giêng lớn nè, để cho người ta bố thí. Trời đất ơi, rồi bắt đầu câu like câu view cho người ta vô người ta bình luận để kiếm like kiếm view, rồi cho cái con nhỏ này có tiền rồi nuôi cái vợ chồng của thằng Dũng Gầm Cầu này. Cái bọn này nó bất chấp đó quý vị, ngay cả cái đám YouTube mà trong những ngày vừa qua nó quay cả chim sâu đó, và bây giờ nó quay lại chỗ con bé này cũng y xì, cũng một bài nó đi theo quý bà con. Cứ đưa hình ảnh con người ta lên đó rồi cái cũng cái dạng như là cái như là cũng chài mòi, cũng đủ tất cả các chiêu trò. Mà có những ngôn từ nó dùng lại đa số là tình cờ hết trơn, nó chỉ hết cho một cái con khờ đó. Mà tôi hỏi quý vị, con bé này đâu biết gì đâu quý bà con. Bảo nó đi thì nó đi, thấy không? Bảo nó ngồi thì nó ngồi,
À, chứ nó đâu có biết là ra đấy rồi ngồi đó được có tiền đâu. Con này là như nó không có một ý thức vấn đề đó. Cái này đấy là kết hợp từ đám YouTube nè, với là chỗ Dũng Gầm Cầu đó, để đẩy con bé ra để lấy sự thương xót của người khác. Mà trong những ngày trước á, Tây Dũng này cũng đã có những cái gọi là lên để mà làm cho cộng đồng mạng có những cái mà ức chế cực kỳ bức xúc. Khi mà hắn ta cái có những cái vấn đề liên quan đến là cái là quà của Mạnh Thường Quân cho đó, rồi nó tỏ vẻ là bất cần, tỏ vẻ thế này thế nọ kia, nhưng cuối cùng sao nó vẫn nhận, nó vẫn xung dung, nó vẫn sai, nó có trả cho ai hay chưa, tất cả là chưa. Mà hôm nay đó nó lên, nó tiếp tục lên tiếp tục là đẩy con Thắm ra để mà xin ăn nữa. Đẩy Thắm ra xin ăn cũng là để đi để là gây một cái sự thương xót của cộng đồng mạng dành cho cái là con Thắm này. Nó còn dựng nhiều cái chiêu trò lắm. Cái bọn này tôi nói thật sự quý bà con Thắm mà chưa sinh đấy nha, cái sau này con Thắm sinh đó rồi nó sẽ có những cái mà cái như là đứa bé thế này đứa bé thế nọ nữa. Đã anh mày là nó thật sự kết hợp đám YouTube này đúng bài luôn đó, nó đi nguyên cả một con đường như vậy. Ăn cái đồng tiền á, kêu bằng đồng tiền á, xương máu của cái con nhỏ khờ này nè các cô chú anh chị. Đáng lẽ hả con mình đã bị cái nghiệp như vậy rồi, bị hả tật nguyền, bị hả không có lanh lợi như vậy, đáng lẽ mình phải làm sao mình sống sao cho tốt để mình tạo phước đức cho cháu mình mà mốt ra đời nó được hả lanh lợi khôn ngoan. Đằng này hả trời ơi, dựa vào cái thân xác của con nhỏ khờ rồi hả để mà kiếm tiền của Mạnh Thường Quân rồi người ta cho bắt đầu chữ thế này thế nọ sân si đòi trả không cần không cần mà cứ ngày ngày cho cái đám YouTube này buôn lậu quay rồi hơn thua tranh cãi. Thấy cái chú Minh Kha này Mạnh Thường Quân của chú Minh Kha này kêu đem lại cho đôi bông với tiền gì đó rồi bắt đầu không cho quay, bởi vì chú Minh Kha này nè kêu là đi thử đi khám gì đó, nói vợ chồng nói là đi thiến đi đồ rồi tính là khán giả rồi ai cũng bình luận nói là cái con nhỏ khờ nè cái bầu đó là của thằng Dũng Gầm Cầu, nên bắt đầu nếu mà con ngựa ngay thì đâu có cần phải lên tiếng nói thiến tiệt sản chi cái này nói thiến là tới chừng cái chú Minh Kha này kêu nếu mà thiến thật sự muốn minh oan được cho Mạnh Thường Quân đồ biết để người ta giúp đỡ cho con bé Thắm này tới khi sanh đồ thì giờ đi đi, đi lên bệnh viện đi kiểm tra được cái này đâu dám đi cái bắt đầu ghét kênh Minh Kha này, không cho kênh Minh Kha này quay, bắt đầu ngày ngày lên kiếm chuyện chữ chữ chú Minh Kha rồi chữ luôn Mạnh Thường Quân. Mà cái chị nào lên nó chị bức xúc, chị cũng là khán giả, chị thấy cái giọng côn đồ mất dạy của thằng Dũng Cầm Cầu này, chị lên nó chị cũng nhận là Mạnh Thường Quân để đòi cái số quà đó lại tại chị ghét. Chị thấy ngày ngày cứ đòi trả mà trong khi không có ai đòi hết mà cứ đòi trả, nên chị mới nhận là Mạnh Thường Quân có trả thì trả đi. À, cái chị đó nói đúng là chị cũng sai cái chỗ mà chị nhận là Mạnh Thường Quân của chú Minh Kha. Nhưng mà chú chị đó là khán giả, người ta xem người ta thấy người ta bức xúc rồi mấy ngày nay hả lên hả cứ lôi cái chị đó ra nói nếu mà hả cái bà đó hả lỡ đi tôi mới trả chứ giờ Minh Kha xuống đây tôi cũng không trả nữa. Trời đất ơi, đúng là ăn ngang nói ngược, cái dạng phải nói chứ hả mất dạy, cái dạng phải giờ cứ dựa vào cái bầu cái thai để mà kiếm ăn, vợ chồng đều khỏe mạnh. Dũng làm câu này nó nói nó đi làm nó đâu có phải nó cần cái số tiền này, lên nói cái giọng lưu manh láo cá rồi giờ không ai cho hết, nó bắt đầu đem cái con nhỏ này ra ngồi giữa đường giữa xá để ăn mày ăn xin. Trời đất ơi, rồi ngồi bên kia đường nó cái đám YouTube này bu lại quay rồi cái chờ tiền nhiều cái đem nhận vô giỏ. Trời ơi, ăn cái đồng tiền như vậy mà không biết nhục không biết cái gì hết trời trơn. Bởi vậy nên các cô chú anh chị mình cần phải sáng suốt, mình giúp cái gì cho đúng. Biết rằng là cái con nhỏ này nó có bầu thì tội nghiệp nó khờ khạo, nhưng mà
mình chỉ giúp một cái phần nào để cho nó đủ xanh trong thời gian mà nó xanh nở thôi, đừng có nên mà thương tội giúp rồi cái đám thằng cha với con gái mẹ nó nè, thằng cha dượng nó nè, mai mốt sẽ làm cho có bầu nữa. Cái thứ hai là hả là hả tiếp tục mồi chài để ăn mày ăn xin. Cái mặt thằng Dũng gầm cầu nè, ai người ta cũng ghét hết trơn á. Có làm gì đâu, nhờ cứ tối ngày ha, cái đám YouTube này nè, nó bu bám, nó nằm dùng ở nhà của cái con thấm khờ này nè, để mà nó chờ cái con nhỏ này đau bụng bắt đầu là nó chở đi vô bệnh viện rồi nó quay để mà nó xin tiền Mạnh Thường Quân. Thờ đất ơi, cái YouTube gì mà hả ba dơ ba lát, thiếu gì hoàn cảnh không chịu đi hả quay, giờ nó cứ bu vào cái thân xác của con nhỏ khờ khạo để mà nó ăn đồng like đồng view. Cái băng nhóm của nó trời, bắt đầu cái đạo diễn cho cái con nhỏ em của thằng Dũng làm bộ la ra la này kia sao mà hả để cho nó ngồi đây thế này thế nọ, tưởng sao hả cũng bu vô. Còn cái đám ăn mày ăn xin, trời ơi, rõ ràng tôi không phải nói chứ từ ngày cái đám YouTube miền Tây này nó xuất hiện là không phải nói chứ, nhiều cái nhân vật mà siêng ăn nhát làm nó mọc lên như con siêng nái, thằng Năm Sầu Riêng. Cái mạng nó có vấn đề đó chị, nãy đang live bên chỗ cái vụ của Bí Ẩn mà nó đường truyền nó bị sao đó, cho nên mới sửa lại đường truyền là cái như là thâu chuyển sang đề tài này, chắc ngày mai quay lại chị Ngọc, Ngọc Nguyễn. Rồi con tiền chuối đâu, tôi thật ra tôi rất là bức xúc. Tôi không phải là dân ở miền Tây, tôi là khán giả, tôi nhìn tôi xem là tôi biết cái đám nào đàng hoàng, cái đám nào không đàng hoàng. Những cái kênh người ta đàng hoàng, ta không bao giờ người ta bu bám vào cái trường hợp bá dơ bá lát, siêng ăn nhát làm như vậy để mà lừa dối cộng đồng, lừa dối Mạnh Thường Quân, đạo diễn chiêu trò này chiêu trò kia để mồi rồi chài tiền của Mạnh Thường Quân để ăn chia với nhau. Mình làm YouTube mình phải làm sao cho có đạo đức, giúp hoàn cảnh cho nó đúng, chứ đừng có dựa vào cái đứa khờ mang bầu rồi bắt đầu cứ bu lại quay, mà trong khi đó cái thằng Dũng mất dạy, nó không cần, nó nói tiếng nó không cần, nhưng mà ngày ngày nó vẫn bu bám, nó ngồi đó nó ăn uống no say, nó đâu đi làm gì đâu, nó đi làm đi đẩy nước đá đi làm gì chứ có làm gì đâu. Ăn uống toàn là món ngon không, hút thuốc vét hay rô đồ không, chứ có nghèo khổ đâu. Bị giờ có Mạnh Thường Quân nè, cứ nói tội nghiệp cái con nhỏ này nè, bu vô cho rồi hai vợ chồng cứ ngồi ở nhà đó diễn đóng phim. Thấm bữa nay đi đi khám về sao, trời ơi cái bào thai giờ có khỏe mạnh không, đi đường có mệt không, thế này thế nọ, mà giờ kêu cái con nhỏ này ra ngồi chỗ đám đông vậy mà không sợ mệt. Rồi thằng Dũng gầm cầu nói tử nó đòi đi không cho đi, nó khóc. Các cô chú anh chị nghĩ thử coi cái con này nó biết gì khóc, biết gì mà nó đòi, là do sự đạo diễn. Cái băng nhóm này nè, giờ ra đó đi kệ nó, ai nói gì nói, cứ ra đó ngồi đi rồi người ta thấy người ta tội nghiệp người ta cho. Trời đất ơi, cái đám YouTube bao giờ bởi vậy nên tôi cũng mong các cô chú anh chị nên tẩy chay cái đám YouTube này. Cái đám này là nó không có đàng hoàng, nó không có nhân đạo gì hết trơn á, nó lừa dối đủ thứ chuyện hết trơn á, nó dàn dựng đạo diễn để mà nó mồi chài tiền của Mạnh Thường Quân. Mình giúp á thì mình giúp cho đúng hoàn cảnh mình mới có phước, còn mình giúp mà không đúng hoàn cảnh mình tạo cho cái thói hư tật xấu càng ngày càng mọc lên, càng lan truyền ra. Mai mốt cứ vậy cái cha lấy con, ông lấy cháu, cứ lấy vậy rồi đẻ ra có cộng đồng nuôi đâu sợ gì đâu. Rồi nuôi luôn cái người mà lấy cái con nhỏ có bầu chẳng hạn như giờ nè, cho cái con thấm này nè, cứ dựa vào chữa đẻ nuôi con là bắt đầu cho cái vợ chồng của thằng Dũng cầm cầu này ngồi không đón ăn. Trời đất ơi, thôi quá trời quá đất, cái băng nhóm YouTube ba giờ này nè, thằng Chiến Cùi Bắp rồi thằng Lâm An Giang rồi đó, cái lũ này nè, cái lũ ba giờ, cái lũ chó đói.
Nó đem cái con nhỏ này ra quay ngồi đó ăn xin ăn mài vậy để cho khán giả vô người ta bình luận để nó có like có view. Ăn cái đồng tiền phải nói chứ, đồng tiền dơ bẩn, ăn cái view cái like không có giá trị đó, bị người ta chửi. Bởi vậy nên nó đâu có mạnh thường quân nào mà họ mà hỗ trợ, nên giờ phải chiêu trò như vậy á. Thưa quý vị, là vừa rồi có một ý kiến của một vị khán giả liên quan đến cái sự việc của là Dũng cầm cầu, thì bà con cũng đã thấy rồi đó. Trong những thời gian trước là cái băng nhóm này nó lên bắt đầu là nó bách thằng Sang, phải là cái như là giống như nó đi trấn áp Sang đấy à, để đẩy cái trách nhiệm bầu để cho thằng Sang, mà thật sự ra nó không có bất kỳ một cơ sở nào à, mà nó đẩy thằng Sang đi vào trong một trong những cái mà tôi hỏi quý bà con. Thằng Sang nó là một cái tuổi thiếu nhi, nó biết gì về cái vấn đề đó, mà tất cả những thằng YouTube, thậm chí là con Út Lợn à, những ngày vừa qua cũng đang gọi là đang dí chỗ thằng Sang đó à, là chí thằng Sang là một trong những cái là tác giả của bào thai, rồi nhận tiền nhận bạc của Mạnh Thường Quân xong rồi dở cái giọng gọi là chánh chòe à, rồi đòi trả đòi đồ, tất cả là tôi nói với con toàn là cái thứ mà cái như là cũng mà muốn kiếm ăn thôi à, chứ đâu có muốn kiếm chuyện.